con gặt cái thưa cha về tắc cầu con cháu qua sông con cháu đầu hiên nhà trời tháng tươi em mặc áo hoa cờ qua ngõ nhà anh em kéo nguyên dành nón và bộ vô tình gật cánh bằng lăng. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì trong một cái quá trình Bùi Hồ đi làm á cô bác quý anh chị, Bùi Hồ có gặp được một cái chú bán vé số, nhưng mà cái đôi tay của chú á thì bị tật. Chú tên là chú Chót. Chú Chót năm nay bao nhiêu chú? 52. Và điều đặc biệt là đôi tay của chú thì nó bị tật, nhìn rất là đáng thương. Cái tay của chú là nhỏ hay giờ hay sao chú? Trong bụng mẹ. Dạ. Chú bán ngày bao nhiêu tờ giấy số chú? 900. 900 tờ giấy số. Chú nói chia sẻ với mình là mỗi một tháng là chú có thể kiếm được 30 triệu hả chú Chót? Bán từ sáng cho đến là 9 giờ mà đói mới về. Mình nói giúp chú thì chú nói là thôi chú để tiền giúp những hoàn cảnh khó khăn đi, tôi còn lao động được. Nên từ đó mình thấy rất là khâm phục cái ý chí vươn lên của chú. Hôm nay thì có mời để chú đến đây để mà chú mình hỏi chú là chú nói là chú có thể đàn ca tài tử 9 năm hả chú? 9 năm. Và hôm nay thì chú Chót sẽ tặng cho cô bác quý anh chị một hai cái bài dòng cổ nhỏ ha. Hai câu ha chú ha. Rồi chú giới thiệu đi chú. Kính thưa ông bà, cô bác, cô chú, tôi bán giấy số. Tôi đến đây tôi sẽ ca một câu giọng cổ với bài Hoa Thắm Động Bưng, tác giả của Biên Thị. Ồ, hay ha. Đàn chim én và thảm trời xanh biếc và thanh bình và đẹp cánh lòng quê. Nghe cái vô tiếng gió lòng bờ che như tiếng mẹ của em ngày xưa ấy. Rộng cả không gian che dài trong nắng ấm. Sương sớm long lanh điểm trên đồng có từng cánh chim bay theo gió lòng đường dài. Em gái xinh không độ tuổi trăng thời, em đi đâu mà khoác qua tà áo khi gạt chấm bầu còn xe ngủ với sương mây. Có phải chẳng em đi xây hạnh phúc tương lai trên cánh đồng bưng thình lầy quang văn. Nắng đã lên rồi, gió mát thoáng đồng xa vàng tiếng em ca hiền hòa trong gió. Tầng áng mây bay trên khung trời cao lòng ước mong ngày thơ cũng lòng lòng từ mây trời. Em là hoa thơm ngát hương đời, hoa tươi nở giữa bưng biển lầy lội, nắng hạ mưa nguồn không thay đổi chắc qua. Lứa tuổi anh chân tràn ngập ước mơ, trên quê hương mới xây đời nó ấm. Giọt mồ hôi ướt lầm chưa nắng thăm mát cuồng đồng cho hạt giống nảy mầm non. Quá hay. Chưa không ngờ chú Chót lại sáng mà có cái năng lực tràn trời hát hay quá ta. Ngày xưa cầm micro dễ không chú? Dễ rồi hả? Đâu chú cầm cái điện thoại cho con xem thử, và cái điện thoại của chú trên túi giấy thiệu đi đoàn tài tử mà. Dạ.
rồi người ta chú thấy chú vậy rồi mà chú hát hay vậy rồi rồi ô chú cầm điện thoại vậy luôn hả? Dễ ha, là cái này ngày xưa là trong bụng mẹ là ra vậy luôn hả chú? Có gì đâu, mấy anh em của chú là giống vậy luôn không? Không, có mình chú hả? Bị ông già trước bó tay người ta đó. Dạ. Rồi người ta không cúng tổ. Không cúng tổ hả? Thì cha làm con phải chịu. À, lúc trước là cha của chú là làm nghề bó trật tay trật chân. Ông từ tới Vĩnh Long xe đét gì trời Vinh gì trở lên tới ông bó là ông nó hết rồi hết. Ôi. Rồi sao này bây này? Giờ tôi biết cái nhà con nhỏ đó luôn là gãy cái giò hay là cái từ đây tay nát hay cho mà ông bó ông là 7 miếng hết là 7 miếng nằm trên hậu nghị là nó cưa đó mà trở về ông không chỉ bó tôi nói ông bó đi nó còn đã vậy rồi thì cha không bó nữa. Nói ông gắng giúp đỡ con gái người ta đi, nếu mà ông không bó con cũng vậy rồi, ông phải gắng giúp đỡ con gái người ta. Rồi gái nước ngoài sau này gặp tôi nó đền ơn tôi, nó không anh không nghĩ về tiền đâu em à, anh đi bán từ tàu giấy số anh để anh sống chứ anh không có lụm cái đồng tiền của người khác anh xài đâu. Là thấy anh khổ anh tự anh tạo anh sống được chứ ăn tiền của em anh tội lắm, không ăn tiền của ai hết. Hiện nay chú có vợ, chú sống chung với vợ với con hả? Có vợ mà thôi 14 năm rồi. Rồi tôi nuôi mấy đứa nhỏ sau này nó đi bằng Sài Gòn. Rồi bắt đầu cha đi bán vé số. Dạ. Rất khổ một cái áo cọc nổi luôn. Tôi nói thì chờ Phật mà đậu cho con bán vé số còn có ăn con cứu lại mấy người hoàn cảnh khổ y gan như con về. Dạ. Rồi bắt đầu làm từ đầu có lợi. Việc ăn cơm của chú đồ dễ không? Dạ, đâu có gì khó đâu. Dạ hả? Vậy là chú biết cái này là do chú ba của chú bó tay chân mày bây giờ không cúng tổ nữa là nữ hay là bị tổ trách hả? Tổ bắt hả? Tổ ổng nặng lắm chứ đâu phải ấy đâu. Ông bảo biết bao nhiêu người. Năm 22 mà ông tới 90 tuổi ông mới nghỉ. Dạ. Thì ha. Bằng vậy mà chú còn cái một cái tình yêu đặc biệt với lại đơn ca tài tử ha. Mà ban đó thì chú có thể hát bản nào cho tặng cho cô bác quý anh chị ở nước ngoài thế giới được xem nữa không chú? Chú thì không có cần sự ủng hộ nhiều mà chú tự ấy à, nên là nữ là mình sẽ mua ủng hộ cho chú 20 tờ. Chú có tặng bài nào cho cô bác quý anh chị nghe trong dịp tình cờ hiếm gặp này nữa không chú? Còn nhá. Hai câu nữa thôi. Qua tiếng bằng lăng. Dạ, rồi. Gió lên lại đồng quá bằng lăng thơ tha qua diễm kiều qua mặn mà màu qua tươi thắm lắm qua cũng như câu chuyện tình ta ngát lương con gạch cái thưa cha về tắt cầu con cháu qua sông con cháu đầu hiên nhà trời tháng tươi em mặc áo hoa cờ qua ngõ nhà anh em kéo nguyên dành nón giả bộ vô tình gợt cánh bằng lăng đêm hành quân dần chẳng tháng long lanh nhớ con gạt cái thế chạy về tắt cầu em ước ngày đất lành chim đậu con cháu qua sông con cháu đậu hiên à. Anh trở lại quê xưa lòng gõn gã niềm vui chiến thắng gặp lại em vẫn thẹn thùng kéo nghiêng dành non
tóc trắng cài màu hoa tím bằng lăng. Em biết tình đôi ta không thể cách ngăn, dẫu ta chỉ nói với nhau một lời ngắn gời. Nhưng em ơi, lửa tình yêu đã cháy, ngờ trong ánh mắt chờ trải qua biết bao nhiêu tháng đời năm trời. Trải qua bao cảnh nắng mưa, màu hoa tím năm chưa chín tặng người. Cầm hoa em mím mím cười, như màu hoa tím trọn đời thị chung. Quá hay chú Chót. Ở ngồi đây con muôn hộ số chú. Chú bây giờ chú thì chắc con biết thì tặng tiền thì chú chắc không bao giờ nhận rồi. Không, không. Đó là nữa con mua cho chú, ủng hộ cho chú 20 tờ nha. Ừ. Chú cái tay vậy chú thì vậy người ta thương chú người ta mua nhiều ha chú ha. Chú đếm được không? Chú đếm cho số được không? Được mà bán không bao giờ đếm. Bán không bao giờ đếm hả? Ừ. Cứ bán tới vậy thôi à? À lụm nhiều cứ lụm. Ta từ người hỏi nhiều tờ anh vậy. 5 tờ. Con lấy cho chú mọi thứ 5 tờ nha. Rồi okay. Quá hay chú hát nội lực hay quá. Sáng đi dắt chiều kìa. Chiều ca còn hay nữa hả? Năm lần. Hả? Dắt chiều ca mới dính. Dạ. Dạ. Bình thường. Chú cao giọng cổ quá hay. Quá lợi hại. Sáng hơi hắm không có. Ừ, chiều là nội lực tràn trề hơn. Thì mỗi ngày là bán vậy đó, rồi cứ đi vòng vòng là bán nào mà không có người ta cho tiền không bao giờ lấy. Không lấy của ai. Không lấy của ai hết. Lực. Bao nhiêu sống nhiều à, không có xin, không có ai tặng cũng không nhận hết. Rồi chú có muốn là nói lời nào với cô chú anh chị nước ngoài không? Hả? Nước ngoài sao biết nữa. Sao biết là nói tiếng Việt thôi, nước ngoài tao cũng biết vậy. Tặng hai câu dùng cổ nghe mùi quá chú. Liên tiếc chú đi cũng con còn liên tiếc mà chú nói sáng không có hơi con đâu dám ép chú hát nữa. Cái chiều là lấy hơi minh cảnh là bình thường. Giờ bây giờ lấy được không? Sáng hơi hám luôn cả. Mai mốt con gặp chú nói lấy hơn bên cảnh nha. Chẳng là toàn là ca là mấy ông kia kêu bên cảnh về tới kìa. Giả thử xuống cầu dùng cổ được không? Chú con đếm nghe. Ừ. Chú con đếm nè chú. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dư tờ rồi. Dư 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Còn hơi của Vũ Linh dễ lấy. Ồ, vậy là chú có cái chất giọng là giả giọng nữa hả? Muốn tiếng cà, tiếng gái cà cũng được. Bữa nào gặp tặng con nha. Chịu không? Hứa không?